Ok, ngày nay cứ dân phơ slo curry mà chân ăn thông mà bạn này khướng. Wow, chờ nó khướng. Bạn này cứ dân phơ mà chân ăn thông này dần đó mà. Và lấy trong phơ cũng chật lại đi. Bạn này thọc về. Bạn này khướng, sợ đại khướng khử ý nơi ni tầng ngon mà. Bạn ấy khướng chớ nè bạn. Bà thọ với nhưng chất điện trùng trùng mất. Món bà bạn ấy sạch chú. Hay ấy sạch mòn. Ní từ lâu mà thọ và rớt tôm rán và đáy bà lấy dân thư ca rụng ngọt tiết đuông chim môn sánh bà chúng tôi mặc tiết không này không ạ. Bạn dùng tức khí đốn khi dùng khô mà ngọt quê ở làng khí mỏ. Bà lưu khí đốn khá bà lưu dùng đạc thường mà tên cho ai chỗ làm tên cho ai đã dùng đạc chỗ tức cô hơi sọp tức. Bà này có học được lại số lá. Và tò mò dùng đại cực bị chố. Bà này có tìm. Bà lấy dùng đại thường bọc chỗ lấy. Bà lấy dùng chạm tại chỗ. Cái sạch ngon ạ. Nó sạch chụp được lên rồi sạch quá. Bà lỡ dương ở chặt làm chặt sổ phiền chỗ. Giờ mau. Bà tập hình chóng dương chặt sổ lấy. Chặt sổ cho nếp chế. Bà lấy mà sao sạch nó dương chặt sổ lấy. Bà chạy đọc cô chỗ, đọc cô khác bà. Bà này thật thấy. Đạn lồn chỗ lấy. Bà này ở dân đạm bà chô nằm tiết khá. Nhưng tôi cảm ơn là bà dân đạm chô là dân thôi thì tới. Bà lấy cư dân đạm sở tại chỗ. Bà này tâm rang mà.
bà lấy dương chạy thầu quen chỗ bà lấy bà lại bà dương bà chạy chỗ từ khúc một ngò hơi dương phơ ca mà ngò bà lại nâng ở viện khôi thịt tứ bà lấy sổ lo chợ này bà và một khi đeo bàn đuôi bà cái